Thôi giờ anh đi lấy vợ đây. Khi em nghe câu đấy em nói là trời, ông này em điên rồi. Ý là bị nói sản á. Em cũng mới nói lại là em cũng sắp đi lấy chồng rồi anh. Em thấy bình thường, em nghĩ là trời khùng điên ba trợn nói chuyện tào lao tào xài em không, phải không? Tao vẫn đi chơi bình thường. Xong tới 2 ngày sau em mới bắt đầu. Em mới là ngày sau là tìm cưới tới nhà. Không, 2 ngày sau em mới thấy rằng là tự nhiên bên kia không nhắn tin, không trả lời gì với em nữa hết trơn á. Xong em nhắn tin bao nhiêu cũng không trả lời. Xong lúc em mới nói ấy chết cha, hay là ông đi lấy vợ thiệt. Là tới ngày 2 ngày sau em mới bắt đầu em thấy buồn. Thấy buồn nghe, em khóc lóc. Sao em nghĩ là thôi chết rồi, không lẽ là bây giờ cuộc đời mình nó giống như mấy cái bản, như là một bản tình ca buồn, giống như một bài bolero. Cái bài em rất là thích, bài Sầu Tím Thiếp Hậu. Xong khoảng được 3-4 ngày sau nữa em bắt đầu em tỉnh ngộ. Em nói trời, bữa giờ ai bỏ buồn mình khóc quá trời khóc. Đi lấy vợ rồi thôi, mốt mình đi lấy chồng chứ có gì đâu. Thì cuối cùng chấm dứt luôn. Chứ mình việc gì phải buồn, cũng không cần việc gì mà phải